Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn mẫu xe mới ra mắt trên thị trường hiện nay, đó chính là mẫu xe Hyundai N250SL. Đây là phiên bản xe tải Hyundai tải trọng 2 tấn 4 và có cái thùng nó dài đến 4m3 đó. Đây là cái dòng Hyundai thùng dài tải trọng thấp mà mới nhất do Hyundai thành công lắp ráp và đưa ra thị trường đầu năm 2019. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi chi tiết cái bên trong cũng như là nội thất cũng như là ngoại thất của cái dòng N250 này, các bạn cùng theo dõi với mình nha. Đó, các bạn có thể thấy đây là cái dòng xe N250SL New Mighty. Đây là cái phần cabin của xe, các bạn có thể thấy rằng cabin xe N250SL nó giống với các loại cabin truyền thống của Hyundai trước đây như là Hyundai HD65, HD72, nhưng mà cái kích thước thùng, kích thước cabin thì nó nhỏ gọn hơn. Đó, Hyundai các bạn nha. Về thiết kế la gan, về cụm đèn pha, rồi lưới tản nhiệt cũng như là 3R sốc cản thì hoàn toàn giống với các dòng Hyundai trước đây, như Hyundai là Hyundai HD65 và HD72 có đèn sương mù và cụm đèn xi nhan cũng như đèn pha thiết kế theo kiểu truyền thống. Đây bạn có thể thấy logo và cái nước sơn của dòng N250 này nhìn rất là bóng bẩy và cái logo nhìn rất là bắt mắt các bạn ha. Và cái dòng N250 này nó là dòng cabin lập. Các bạn có một số dòng xe giống tương tự như là N250, như K250 của Trường Hải thì cabin là cabin liền. Thiết kế không có gì gọi là khác biệt các bạn ha, hoàn toàn giống với các kiểu truyền thống cabin kiểu đời cũ á. Rồi sau đây các bạn hãy đến với lại cái phần gầm của cái dòng N250 này. N250 này là sử dụng hệ thống treo phía trước là bằng nhíp và treo sau cũng là nhíp. Hệ thống treo trước thì các bạn có thể thấy rằng là cái nhíp của cái dòng N250 này, nhíp trước nó rất là dài. Nó sẽ tạo ra cái độ êm dịu cho cái xe chúng ta khi mà nó hoạt động trên các cái đường đường xá, nó trở nên êm dịu hơn. Đó, nhíp dài thì nó có cái lợi điểm như vậy. Đó, các bạn có thể thấy hệ thống thước lái của xe. Đó, đây là mình đang quay cái bót lái của xe. Các bạn có thể thấy đây hệ thống xe N250 được sử dụng là có turbo nha các bạn. Động cơ này, động cơ D4CB có turbo và làm mát khí nạp và turbo intercooler đó các bạn. Và một điều mà mình quan sát thấy rằng là cái bọ
cái bệ để mà đỡ cabin xe thì thiết kế rất là lớn các bạn, là một khối thép rất là lớn, do đó là đảm bảo cái sự chắc chắn của cabin. Đây là đặc điểm nổi trội của các cái dòng Hyundai hiện nay. Lốp sử dụng vỏ cơm ngô. Ở đây là lốp trước và lốp sau, lốp trước thì nó sẽ to hơn lốp sau các bạn. Lốp trước là 6.5R16LT. Có nghĩa là vỏ dành cho xe tải nhẹ. Đó, đây là hệ thống sắc xi của xe. Nếu các bạn nào biết các cái dòng như Kia K25, K3006 các bạn, mà cái thùng nó dài đó, thì cái dạy sắc xi trên con Hyundai này được sử dụng giống tương tự với cái sắc xi trên con Kia 3006 đó các bạn. Thùng nó dài 3-4,3 m đó. Hệ thống bình dầu của con Hyundai là 250 này bình dầu bằng vỏ thép, không phải như vỏ nhựa trên các cái dòng H150. Và vỏ sau của con này là vỏ 5.50R13, nó nhỏ hơn là cái vỏ đằng trước. Các bạn hãy quan sát cái sắc xi của xe nhé. Đây là sắc xi của cái dòng Hyundai L250SL mới ra. Nhíp sau và 6 lá. Cầu sử dụng cầu của Daimot Hyundai. Đó, các bạn có thể thấy logo Daimot trên cái cầu. Về chất lượng của hệ thống sắc xi thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì sắc xi Hyundai thì rất là khỏe. Sử dụng bình khô nhé các bạn, bình Vinaco mà bình khô. Bên này chúng ta không cần phải chấm nước. Đó, các bạn có thể quan sát được cái sắc xi của xe dòng N250. Sắc xi thùng rất là dài, thùng dài 4,3 m. Đó, đây là cái hệ thống hệ thống lọc khí thải của cái dòng N250. Hộp số cũng là hộp số Daimot của Hyundai. Và cái động cơ của cái dòng N250 này cũng là động cơ D4CB, mình sẽ trình bày sau một trong một cái video chi tiết hơn về cái động cơ này, các bạn nhớ theo dõi nhé. Cái dòng N250 cũng như là các cái dòng xuất xứ từ Kia hoặc Hyundai, các bạn sẽ thấy nó đều có các cái thanh dàn. Các bạn sẽ thấy ở dưới gầm nó có một cái thanh nó chạy từ cái bánh trái bên trái, nó vòng qua bên phải á, bên lơ sang bên tải á, đó là cái thanh dàn để nó giúp cho cái xe nó có độ ổn định khi mà vào cua, hoặc là khi mà chúng ta chở tải nặng á, thì nó sẽ giúp cho cái bánh xe chúng ta nó bám vào mặt đường tốt hơn. Đó là cái thanh 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 dàn ở phía dưới của gầm của cái dòng xe Hyundai hiện tại bây giờ nó đều có, và có giải mát intercooler cho turbo. Đó, các bạn này thấy cái hệ thống dí trước của xe N250.
R250 này được trang bị sẵn máy lạnh luôn nhé các bạn. Và các bạn có thể thấy cái đường dây nhiệt đây các bạn này, đến cái khoang cabin đó. Thì thiết kế của cái nội thất bên trong của con R250 này thì hoàn toàn giống với cái đời trước đây như HD65 hoặc HD72. Ghế được bọc da hoàn toàn đó các bạn, trần nỉ. Đó, ghế bọc da và ba chỗ ngồi các bạn. Xe này được thiết kế ba chỗ ngồi. Các bạn có thể thấy cần số, các bạn có thể thấy cái cần số như bên ngoài của cái dòng N250 này nó rất giống với cái dòng Kia. Cái dòng Kia. Đó, các bạn có thể quan sát được cái bên trong cabin của cái dòng N250. Ghế là được bọc da và khăn tay. Chân cũng là lộn da nhé bạn, chân là cục da luôn á chứ không phải là nỉ, mình quên mất, chân cục da luôn, rất là mềm mại và nó đỡ bị dơ, chúng ta vệ sinh nó dễ dàng. Đó, các bạn có thể thấy cái bảng điều khiển trung tâm là giống hoàn toàn cái dòng Hyundai trước đây. Cần số thì hơi khác một xíu, cần số này nó giống như kiểu trên Kia du lịch vậy đó. Và nó cũng có 6 số tiến, 1 số lùi. Đó, các bạn nào mà chạy quen các cái dòng Hyundai thì sẽ thấy là cái bảng đồng hồ tốc độ này rất là quen thuộc. Không có gì mới cả. Đó, thì chính giữa logo Hyundai. Vô lăng hai chấu. Đồ. Về nội thất con Hyundai N150 này thì hoàn toàn giống với các cái nội thất của các cái dòng Hyundai trước đây, mình sẽ không có gì gọi là cách tân cả so với các dòng trước đây. Động cơ nổ rất là êm các bạn, động cơ D4 CB nổ rất là êm. Gương của cái dòng Hyundai này thì các bạn rất là dễ quan sát rồi. Thì cái này chúng ta leo lên xe chúng ta sẽ trải nghiệm được ngay thôi. Tầm quan sát rất là rộng. Kính cửa chỉnh điện, cabin có máy sẵn máy lạnh. Thì đấy là những cái trang bị tất yếu cho một dòng xe tải đời mới. Cái động cơ con Hyundai này lên số rất là ngọt, lên ga rất là ngọt và nó không có độ ì như các cái dòng máy điện hiện nay trên thị trường, lên số rất là ngọt.
Rồi vậy mình vừa mới trình bày cho quý vị các bạn về cái sơ lược về cái dòng Hyundai N250 SL phiên bản thùng dài. Đó. Thì các bạn coi video này cùng mình, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về cái dòng N250 này. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với mình trực tiếp qua số hiện lại, số hotline của kênh ô tô tại Đồng Nai. Rồi về giá thành của con này thì mình có để ở phía dưới phần mô tả, các bạn có thể xem ở phía dưới nhé các bạn. Bởi vì giá nó thay đổi theo thị trường nên là nó mỗi một thời gian nó sẽ một khác, nên do đó mình sẽ cập nhật ở phía dưới phần mô tả. Rồi mọi thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ với trực tiếp với bên ô tô tại Đồng Nai của mình nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.